ba đêm à? Đó là cơm đâu ngon. Em tính là anh cắt xong em gãi cho anh cử phần nữa, vô cơ vô cơm ngon mới bán ta được chứ. Thì tôi chơi có môn mà không? Môn là em gãi sớm hơn á, tại vì em gãi là tới 10 ngày mới lên cơm mà. Cái này là có cắt được không? Được, một cái trái cái này cắt được nè. Để cái này nếu mà cắt ha, cắt trên chục trái à. Ừ, chỉ rồi cái này nè. Cái này nè, cái này nè, phải không? Ừ nè, cái này nè. Ừ, làm thợ luôn đi trời. Đây ở chợ tôi chắc cho tôi làm thợ luôn á. Này còn xanh dần rồi ha. Ừ, thì đó, thì mình để cho một tuần lễ nên thấy tôi chiếc nước tôi phát này bên thấy không? Ừ. Để tôi làm đâu có làm hoàng chứ đâu phải mà bán tay rồi hối người ta cắt liền đâu được. Ừ. Ăn gì nữa cô cắt. Ừ. Mình cũng là người ăn thì mình bán kiểu người ăn đúng không? Cây đó cắt nhiều á. Ừ. Thì nó ra được một á. Chỉ là tỉa tỉa đó ha. Vụ 24 anh thảy mấy trái bự này trước đi. Có mấy cái này nè. Cái này là cơm ngon chưa? Cái đó thì cơm ok vậy đó. Thế. Ok sao bôi chê đó không? Cơm ở đây là không ai bằng luôn. Nữa. Có trái chín cây chưa? Chưa. Sợ em nói gặm có chín cây anh chạy vô anh kiếm chín cây nè. Tôi cũng để chờ cho nó rụng trái tôi kia khui rồi tôi cho. Ê. Thử làm sao thiệt. Nè. Xịt mấy cái này cho anh nha. Rồi thì nay mai vậy em xịt sâu cái nữa nè. Ừ. Em chơi 1.9 được không hả? À? Em xịt cách văng hết trơn hả? À? Nó cũng như người vôi bột vậy thôi. Đi. Kim dính cây rồi ăn rồi này, hai chồng này nó quảng cáo quá trời quảng cáo rồi. Dạ. Ông bến cho anh rồi, ông đợt mua em mấy năm nay nè, ông chạy xuống nữa. Trời ơi, đâu sớm vậy, nó không kệ lỗ rồi, rồi dự quán cho ông ơi. Có lời chốt thôi. Mà bán này hơi rẻ rồi. Ừ. Bán 70 không hà. Hay quá. Cái này sao cháy lá hết trơn rồi? Hả? Cháy lá hết trơn rồi. Cái cây đó đợt rồi nó bị gầy ăn rồi. Vậy đó hả? Ừ. Rồi em phổ giật lại đó hả? Ừ. Này được trái này ha. Ừ. Không á. Cái này được nhiều lắm. Trên này 3-4 trái nè. Trái bự nè, trái bự đó đó. Mấy trái bự này nè. Đó, mấy trái bự này nè. Ừ. Dạ trơn rồi, anh thấy nó đổi màu rồi đó. Ông nội đó, ông đi nhậu cho đã rồi. Hôm nay kêu đi coi vườn, nó đi coi cơm với mình. Coi đôn lịch cắt được không? Xỉn rồi, xỉn mất tiêu rồi. 90 ngày rồi còn gì nữa. Bữa nay 90 chưa? 23 là mấy cái bữa này cũng hết trơn luôn á. 23 là dứt chổi đó hả? Gác kiếm đó ha. Ừ, gác kiếm luôn đó. Em nhìn cái cuốn viết vô là 10 trái như một nè. Thì tôi mà đi cắt trong vòng tuần lễ thôi, tôi cắt không chính xác lắm sao đó thiệt. Em nhìn da em cắt cái gì? Trời thật, cây mô sơ kinh nó cuột ngăn hông vậy chứ cực, cuột cuốn không cuột. Nè, anh để đi. Ừ. Cái thời gian mà cuốn khuyết vô sâu gì đây, giả chân nè. Nó lõm vô cái gì phải không? Ừ đó, đây là em chỉ anh đi cuốn ngay chưa già nè. Đâu? À. Chưa già hay chỉ với non trên đó đó, thấy rõ ràng nhất đó. Đâu có rút cái cuốn vô đâu. Ừ. Cái cuốn cái chưa già. Trái này chưa già nè. Đâu, trái này nhỏ này cái gì? Trái này vào cuối nè. Nè, anh thấy không? Cái cuốn nó bằng quẳng nè. Nè. Ừ. Nó không có khuyết vô, nó khuyết vô một rãnh là cái gì nguyên 10 trái già hết 10 đó. Ê, bắt cái bờ qua coi mua xe kín được. Đi hết bờ mới ra rồi bả được ha. Đó, nghe cái bóng thôn đó nghe. Đi coi luôn. 90 đó. Ừ. Có mấy cái hả? Bán 100 đi mày, bán 90 chi cho rẻ. Này giá kho nó ăn tới 140 mấy là ngàn. Gì? Giá kho này ăn tới 140 mấy ngàn. Gì hả? Gì 100? Ừ.
Tự nhiên món thon có giá kinh khủng ha. Nhưng mà trồng mới để mồi cho nó tròn trái cũng được, tác dụng. Không có ăn ở đó mà 120. Thôi mà cá độ không? Nếu mà thắng á thì chiều nay là anh bao mồi cho mình nhậu luôn. Đây tiếp. Anh gần đây hả? Quan trọng là vấn đề có hậu. Ê, xịt sót sâu con trái kìa. Sâu ướt luôn. Em mới mần cỏ hồi sáng hả? Sáng giờ đi té mấy lần rồi trời. Ừ. Chứ nước đít là nó mới già. Thú đít rồi nó mới già. Nhìn mê quá Khương. Dạ. Vụ này mua rồi nè chị. Chị không lấy sầu riêng bên em gì hết trơn. Chị lấy ở đậu ở đâu không à? Bên em hàng gì nè, whip gì nè. Xin chào Lê nha. Hốt không Lê? Ờ, đại gia không điền ha. 80 tấn ha. Chốt vườn này đi. Mấy ông cô nội này là xài bắt lo nè. Đi sửa trái nè, tròn giò nè. Trái của em nha, nó tròn như trái mít vậy. Cái này nó béo rồi, sao? Sao? Giờ cũng có này có kia đúng không? Tròn ta khoái được. Sáu học luôn hả? Đi học là không bỏ bữa nào luôn, phải học thêm nữa đó ha. Có thêm học, học thêm. Đây xã đi chợ rồi hả? Nãy mày thấy anh đi đường độc đáo không? Anh lọn luôn. Đi đường lọn luôn. Đi đường lòn vô giường luôn. Rồi tối ai đây ngủ ở đây? Rồi ở đây có điện không? Chơi điện thoại. Cái gì nữa đâu? Ớt hả? Xe nhái hả? Anh thấy là nó cái đó nó giảm rồi. Hình như thấy còn dính có mấy trái. Nó tuôn nhăn ra chẳng không? Đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Ê, bộ dài cái gõ ngay bụng kia ba. Em mới búng hay gõ vậy? Chưa, cái này chưa. Chưa. Cuốn còn liền. Cuốn còn liền. Nhìn cái cuốn phì lên rồi ha. Không, mấy cây này không có bị. Ủa, tính ra nó còn phì em ơi, chứ bữa hổm nó đâu có lớn bằng gì đâu. Cái nào? Cắt thì đóng giùm luôn cho. Đóng giùm nữa, anh nó mướn xe cho mày luôn. Thiệt, cho biết qua giữa là tao ép đồ, tao dạt đồ cho biết là thân với người ta. Đi chợ thì quen đi chợ đi, đặt đi đóng rồi ha, trời bị dạt rồi chơi ha. Mà tôi bán chắc có 7 trái bự à. Còn 3 trái đeo để lại. Má, cái này mua đầu đá dữ lắm anh Phương. Cái này ăn thì xỉu luôn, xỉu lên thì xuống. Cái này mua nào mua đá dữ lắm à. Ừ. Công nhận. Bán 7 trái à. 7 trái bự thôi, còn 3 trái đeo để lại. Để cho lại cho vợ ăn. Thương vợ quá ha.
Nhánh em cụt lên chứ? Ờ, cụt rồi, em thấy nó quất cái hư nhánh luôn ạ. Năm nay tôi bắt mối mua chiên cho mua, hàng dài cây à. Lùm dây chai tiếp. Em cụt kiểu này em cụt cực chứ lắm luôn. Ôi, kệ có gì đâu mà.